Genetica xin thân chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Genetica. Đây là video hướng dẫn cách đọc báo cáo Unutri, tìm hiểu về đặc điểm dinh dưỡng và chuyển hóa. Đầu tiên là thông tin về Genetica. Genetica sở hữu công nghệ xét nghiệm gen từ Mỹ, chuyên giải mã những thông tin di truyền tiềm ẩn trong bộ gen của bạn, giúp bạn hiểu hơn về bản thân mình như tiềm năng, thể chất, dinh dưỡng, cũng như các nguy cơ mắc bệnh di truyền. Chỉ với mẫu nước bọt, các nhà nghiên cứu đã kết hợp trí tuệ nhân tạo và phân tích chuyên môn, từ đó cung cấp hàng ngàn báo cáo về bộ gen của bạn để hiểu hệ miễn dịch, nguy cơ bệnh ung thư và đột quỵ di truyền, khả năng chuyển hóa dinh dưỡng, năng lực thể thao, thiên hướng tiềm năng học thuật và mở khóa hàng trăm báo cáo khác về bạn. Công nghệ của Genetica được chứng nhận bởi Illumina, tổ chức giải mã gen số 1 thế giới, và có độ chính xác tối thiểu lên đến 99%. Và đồng thời hợp tác cùng các đối tác hàng đầu thế giới như Thermo Fisher, Harvard, Stanford và trường đại học California San Francisco. Hãy tham gia cùng hàng chục ngàn người Việt Nam đã giải mã bộ gen để hiểu về đặc điểm dinh dưỡng và chuyển hóa của bản thân. Gói dịch vụ Unutri là kết quả phân tích từ 23 gen và hàng ngàn biến thể khác nhau liên quan đến khả năng chuyển hóa bẩm sinh của bạn đối với ba chất đa lượng. Từ đó hỗ trợ bạn trong quá trình kiểm soát cân nặng như tăng hoặc giảm cân, và quan trọng nhất là phòng ngừa từ sớm bất kỳ vấn đề chuyển hóa đang tiềm ẩn bên trong cơ thể của bạn. Để thuận tiện cho việc theo dõi kết quả báo cáo, bạn có thể truy cập app Genetica bằng số điện thoại đăng ký của mình, rất tiện lợi để đọc mọi lúc mọi nơi. Báo cáo được gửi đến bạn ở dạng PDF và app, nhưng các thông tin trên app sẽ trực quan và đầy đủ hơn. Trong video này, chúng ta sẽ đi qua 3 phần. Phần đầu tiên là cách đọc báo cáo. Phần thứ hai là biểu hiện cụ thể của các tính trạng được đề cập đến trong báo cáo. Và phần thứ ba là cách sử dụng kết quả báo cáo vào cuộc sống của bạn. Trước khi đi vào báo cáo, chúng ta cần hiểu được chuyển hóa là quá trình sử dụng thức ăn để tạo thành năng lượng cho cơ thể hoạt động hoặc sử dụng cho các quá trình sinh lý khác của cơ thể. Quá trình này ở người bẩm sinh chuyển hóa điểm số cao sẽ diễn ra hiệu quả. Ngược lại, người chuyển hóa điểm số thấp sẽ dễ tích mỡ thừa, béo phì, trong một số trường hợp còn kèm theo nguy cơ sức khỏe khi ăn quá nhiều thực phẩm thuộc nhóm đa lượng bị hạn chế về chuyển hóa. Từ kết quả Unutri, bạn sẽ đưa ra những quyết định về dinh dưỡng phù hợp với nhu cầu về cân nặng. Ngoài ra, báo cáo còn chỉ ra lợi thế di truyền cụ thể của bạn. Chẳng hạn như, bạn mang các biến thể giúp bảo vệ sức khỏe của thận một cách lâu dài với chế độ ăn ít bột đường, nhiều đạm. Hoặc, bạn có thể giảm cân rất hiệu quả nếu bạn tập trung vào chế độ ăn keto. Để giải đáp cho các câu hỏi trên, báo cáo Unutri ở cả phiên bản PDF và app đều sẽ có hai phần chính. Thứ nhất là phần tổng quan sẽ cung cấp cho bạn chế độ ăn theo kiểu gen. Biểu đồ hình tròn chính là phần trăm nhóm chất đa lượng bạn nên ăn trong ngày. Đây là thông tin Genetica đã tổng hợp cho từng người dựa trên đặc điểm chuyển hóa di truyền của riêng họ. Thứ hai là phần kết quả từng nhóm chất đa lượng. Đó là thành phần dinh dưỡng cơ thể cần cho các hoạt động sống, bao gồm chất bột đường, chất béo, chất đạm. Bột đường hay còn gọi là carbohydrate được cấu tạo từ 3 thành phần. Thành phần đầu tiên là tinh bột như cơm, bún, khoai, ngô. Thành phần thứ hai là đường như trái cây ngọt, bánh ngọt, nước ngọt. Và thành phần thứ ba là chất xơ như rau, các loại đậu. Người có chuyển hóa bột đường điểm số thấp sẽ dễ tăng cân khi ăn nhiều món thuộc nhóm bột đường, đặc biệt là các loại bột đường đơn giản như bánh, kẹo, nước ngọt. Những người này cần xem kỹ các đặc điểm hệ lụy như béo phì, tăng đường huyết, hoạt động hormone insulin, nguy cơ kháng insulin dẫn đến tiểu đường type 2. Chất béo bao gồm chất béo không bão hòa như cá, hạt, quả bơ, dầu thực vật, hoặc chất béo bão hòa như mỡ, da động vật, hoặc chất béo chuyển hóa như mì tôm, thức ăn nhanh, thịt mỡ, đồ hộp. Nếu chuyển hóa chất béo điểm số cao, sức khỏe bạn sẽ được tăng cường bảo vệ khi bạn ăn các nhóm chất béo không bão hòa. Nguy cơ sức khỏe khi bạn chuyển hóa chất béo điểm số thấp bao gồm béo phì, vấn đề mỡ máu, cholesterol cao, xơ vữa động mạch. Trong một số trường hợp ảnh hưởng lên cả nguy cơ kháng insulin, yếu tố dẫn đến bệnh tiểu đường. Đối với chất đạm hay còn gọi là protein,
bạn sẽ biết bản thân có cần lưu ý khi ăn nhiều đạm hoặc thịt đỏ. Loại thịt này khiến cho bạn bị tăng nhạy cảm với nguy cơ ung thư đại trực tràng hay không. Đặc biệt, nếu bạn muốn tăng hay giảm cân, thì liệu chế độ ăn giàu đạm có giúp ích cho bạn hay không? Tiếp theo là kết quả của từng tình trạng sẽ được trình bày từ tổng quát đến chi tiết. Bạn có thể thấy các thông tin sau. Đầu tiên là điểm số. Điểm số đa gen tính dựa trên kết quả phân tích mức độ ảnh hưởng của kiểu gen lên đặc điểm chuyển hóa. Điểm số càng cao càng tốt. Ngược lại, tùy thuộc vào độ thấp của điểm số, bạn sẽ cần cắt giảm nhóm thực phẩm không lành mạnh hoặc cần chuyển sang hẳn qua nhóm thực phẩm lành mạnh. Ở phần kết quả chi tiết, điểm nổi bật nhất về kết quả sẽ được tóm tắt trong một câu in đậm. Chi tiết đặc điểm chuyển hóa bạn mang trong người có thể bao gồm cả nguy cơ cholesterol máu, tiểu đường hay dễ tăng huyết áp. Tiếp theo sau đó, kiểu gen và ảnh hưởng của gen sẽ được trình bày. Phần giải thích chi tiết sẽ đề cập đến biến thể ảnh hưởng đến kết quả trên và một vài khuyến nghị để ứng dụng cho kết quả nêu trên. Ngoài ra, luôn có phần thông tin gen giới thiệu về tên gọi, chức năng các gen được nhắc đến. Khi đọc kết quả, đặc điểm di truyền của bạn sẽ được phân loại vào 4 nhóm. Biến thể có lợi, màu xanh lá, là một kiểu gen ít phổ biến hơn, liên quan đến đặc điểm bảo vệ sức khỏe và giảm nguy cơ. Biến thể bình thường, màu xanh dương, đây là đặc điểm bình thường, không gây tăng hay giảm nguy cơ. Biến thể bất lợi, màu cam, liên quan đến tăng nguy cơ phát triển một số rối loạn di truyền nhất định. Và biến thể tăng nguy cơ, màu đỏ, thay đổi bất thường trong cấu trúc DNA khiến tăng đáng kể nguy cơ sức khỏe bệnh đó so với nhóm người khỏe mạnh, thường liên quan đến nguy cơ bệnh lý. Chúng ta đã đi qua từ cách đọc báo cáo đến biểu hiện cụ thể của các tính trạng được đề cập. Vậy, chúng ta nên sử dụng báo cáo này như thế nào đây? Hệ gen di truyền ảnh hưởng từ 30-40% các biểu hiện về mặt dinh dưỡng. Cơ thể bạn là sự tương tác giữa yếu tố bên trong, hệ gen, và bên ngoài, đó là lối sống bao gồm chế độ dinh dưỡng, tập luyện, nghỉ ngơi, môi trường sinh sống và làm việc. Nên nếu kết quả của bạn có nhiều lưu ý về nguy cơ sức khỏe, điều đầu tiên phải làm là lên kế hoạch thay đổi thói quen ăn uống phù hợp theo khuyến nghị. Để đánh giá mức độ ảnh hưởng từ các nguy cơ, hãy tự hỏi các câu sau. Tiền sử gia đình và sức khỏe bản thân bao gồm bệnh tim mạch, tiểu đường, đột quỵ, ung thư, chỉ số huyết áp, mỡ máu, đường huyết, béo phì, cân nặng và chiều cao của bạn hoặc cân bạn như thế nào, có bị kén ăn hay không, nhu cầu tăng hay giảm cân, có theo chế độ ăn nào hay không, ví dụ như ăn chay, và bạn có ăn uống đa dạng hay không. Về lối sống, bạn có sử dụng các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá, hoạt động thể chất của bạn như thế nào, môn thể thao bạn đang tham gia, thời gian, tần suất tham gia thể thao. Bạn có bị dị ứng hay bệnh vặt hay không, như cảm lạnh chẳng hạn. Kết quả này cho thấy nguy cơ bệnh chuyển hóa do nguyên nhân từ dinh dưỡng. Khi chúng ta mang các đột biến hay biến thể này, thì người thân của chúng ta cũng có thể mang các đột biến đó và cũng có thể tăng nguy cơ bệnh chuyển hóa. Do đó, các bạn có thể cân nhắc chia sẻ thông tin này cho gia đình và đăng ký giải mã gen để biết chính xác nguy cơ. Bên dưới video này, bạn có thể tìm thấy các câu hỏi thường gặp liên quan đến kết quả Unutri. Hiện Genetica cung cấp hàng ngàn báo cáo về bộ gen của bạn để hiểu hệ miễn dịch, nguy cơ bệnh ung thư và đột quỵ di truyền, khả năng chuyển hóa dinh dưỡng, năng lực thể thao cũng như các đặc điểm trong khuynh hướng tính cách của mình. Hãy mở khóa hàng trăm báo cáo khác về bạn và tham gia cùng hàng chục ngàn người Việt Nam đã giải mã bộ gen để hiểu về tiềm năng bản thân. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm và trao đổi cụ thể về các mối bận tâm của mình, bạn có thể tư vấn chuyên sâu với chuyên gia tư vấn di truyền bằng cách đặt lịch qua ứng dụng Genetica hoặc gọi đến số hotline 1900 599 927 hoặc liên hệ qua địa chỉ email csa@genetica.asia để được hỗ trợ. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn các bạn đã sử dụng dịch vụ của Genetica.